Bài hát mà tôi xin tôn vinh Chúa buổi sáng hôm nay là Bên tôi là Chúa Giêsu. Bài hát này thì tôi chưa có nói với cô Minh, nhưng mà mời cô Minh là người ở trong tấm ảnh lên đây hát cùng với tôi. Cảm ơn Chúa, một hành trình đức tin rất là kỳ diệu. Và bây giờ những người ở trong ban hát này á thì cũng là từ tấm ảnh đó mà ra, cho nên đó là điều mà chúng tôi vui mừng, cảm ơn Chúa. Sự nhân từ và sự xương sâu của Chúa trên đời sống của tôi.